Ngày 21 tháng 9, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trần Ngọc Sơn, 28 tuổi, quê Hà Tĩnh, để điều tra hành vi cướp tiệm vàng. Trước đó, hơn 20 giờ tối ngày 20 tháng 9, thanh niên này cầm một cục bê tông xông vào tiệm vàng KH trên đường Nguyễn Trãi, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An. Tại đây, người này đã đập tủ kính rồi giằng co với chủ tiệm hút vàng trong tủ, quăng ra ngoài đường. Sau đó, thanh niên này ngồi trước tiệm vàng và bị người dân bắt giữ. Công an thành phố Dĩ An sau đó có mặt đưa Sơn về trụ sở để lấy lời khai, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ. Bước đầu qua test nhanh, đối tượng dương tính với ma túy. Sơn khai do buồn chuyện gia đình nên chơi ma túy, trong lúc không tỉnh táo thì xông vào đập tiệm vàng. Hiện công an đang lập hồ sơ xử lý Trần Ngọc Sơn về hành vi cướp tài sản.